không? Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu buổi sáng hôm nay trận thi đấu thứ nhất, đội mặc áo vàng đuôi đen là đội tuyển bóng chuyền xã Xuân Thành, đội tuyển mặc áo xanh quần đen là đội tuyển Quang Hợp. Trọng tài chính Thái Hữu Quý số 1, trọng tài số 2 Nguyễn Bất Thực, hai trọng tài của trung tâm văn hóa điều hành trận đấu, hai trọng tài làm nhiệm vụ. Hả? Cái gara ở tổ tên là Quân Hợp là chỗ muốn á? Cái gara ở tổ lập đội. Mời hai đội chúng ta đứng vào vị trí. Mời đội Xuân Thành ạ. Mười ba, mười, tám, hai, ba và chín. Thế của đội tuyển Gara Quang Hợp 12, 8, 10, 12, 9, 5. Hai, 8, 10, 12, 9 và 5. Báo cáo tổng tài xong. Alo. Đội Xuân Thành phạt bóng. Đội Quang Lộc chuẩn bị 0-0. Đặt bóng tới. Đội ra điểm cho Quang Lộc 1-0. Cái mày đấy mình phạt được, cái mày đấy phạt được cái gì hay? Có. Phạt được à? Hay. Như phạt lớn đó. Như đấy là không có mang. Nói được đây là với ta chỉnh sửa, ta cắt để cái ta phạt cho hãy. Bắt phạt chắn bóng ra ngoài. Để ra tiền cho Xuân Đồng 1-2. Đập bóng tốt, đổi cho Quang Hợp 2-1. Không, em đây là chị Minh rủ, chị Minh đi tập hướng thì rủ đi, thì đi cho vui, em vừa hẳn có gì nữa. Đập bóng tốt, đổi cho Xuân Thành 2-2. Đó, hướng thì đâu nắm đi rồi, hắn đi rồi. Láo thật hướng đó. Đấy, mình trần được đi. Cảm ơn thôi. Bóng phát tốt. Đường cho Xuân Đành 3-2. Phát lương sẵn luôn, như kiểu từ ngoài. Đập bóng tốt, đổi ra tiền cho Quang Lộc 3-2. Giờ công trời thế đó. Quay lại đây. Quay bên này luôn. Phạt bóng ra ngoài, đổi cho Xuân Thành 4-3. Thank you.
và bóng cũng qua. Đổi ra điểm cho Quang Hợp. Bốn đi. Và cá lô công là giống lại lên lô công như mình chơi công đây. Có những khán giả quay xuống quay camera tắt đèn để đáp tắt đèn có một vài khán giả vừa đến đó tắt đèn điểm đổi ra điểm cho sân này 5-4. Bóng ra ngoài, đưa bóng cho sân đầy, 6-4. Đặt bóng tết, đổi cho Quang Hợp, 5-6. Bóng tốt. Điểm cho Quang Hợp 6 đi. Quân đến 4 nâng đầy nhân đập nâng đầy nhân đập cả. Chân đập. Đập bóng chưa qua. Đổi ra điểm cho Xuân Thành 7-6. Bạn ơi. Đang. Đặt bóng tốt, đổi ra điểm sân đây, 8-6. Có ai chứa quá không? Có rồi chứ. 8-6. Chịu rồi. Mình nặng hơn. Đặt bóng tốt, đổi ra điểm cho Quang Hợp, 7-8. Em nhã rồi, đặt bóng gió rồi. Còn góc chặt hơn chặt hơn bạn bóng tốt điểm cố Quang Ngọc đá đi điểm cố Quang Ngọc 4-8. Bắt bóng hôm qua, đổi ra điểm sân này, 9-0. Đặt bóng tốt, đổi cho Quang Hợp, 10-9. Chắn bóng ra ngoài, đổi ra đường cho Xuân Thành, 10-0. Đặt bóng tốt, điểm cho Xuân Thành, 11-10. Đổi ra điểm cho đội Quang Hợp 11-0.
điểm bóng cho đội Quang Lộc 12-11. Bóng đang ra ngoài, điểm cho Quang Lộc 13-11. Cho sóng nó có thể. Lờ bóng chưa qua. Mở cho Xuân Thành 12-13. Đã bóng tốt. Điểm bóng của Xuân Thành 13-10. Wow, đi chắc. Hay hả? Hay hả? Hay hả? Hay hả? Hay hả? Mà đánh bóng như kiểu đánh sóng chứ quá luôn nhá. Bóng tam tay chẳng ra ngoài. Đồ cho Quang Ngọc 14-13. Chị nữa đây. Nhân thăng là bị đảo ấy, lại tự nhiên sắp mà thăng về không chị đây. Mẹ mà đứng, mà ngoi quá. Mẹ hải trăng à. Bỏ bóng tốt. Mà ngoi chứ được. Đồ ra đường ra xuất tài. Không không được. Mình đứng đi. Mình để một giày đi, cái ta thu được bao nhiêu tiền nữa. Đứng, đừng thấy. Đập bóng tốt từ cho Quang Hợp 15-14. Sốp. Bỏ bóng tốt, đều ra điểm cho Xuân Thành 15-0. Muốn đi đánh, đánh kiểu tí tí hay. Hay kháng hải cái đánh. Điểm cho Xuân Thành 16-15. Đỏ bóng tốt, điểm cho Xuân Thành 17-15. Cánh bóng tốt, vượt bóng cho Xuân Thành 18-15. Bóng đờ ra ngoài, đổ ra điểm với Quang Hợp 16-18. Bò bóng tốt, điểm bóng cho Quang Hợp 17-18. Đập bóng tốt, à đập bóng không qua. Điểm cho Quang Hợp 18-10. Quang Hợp là một đơn vị của thừa xem ô tô từ thành xe mới.
để cho sức này 1998. Chắn bóng tốt, điểm cho sân đây 20-18. Đi cho hãy nhé, coi mọi người lấy chứ được. Chắn bóng tốt, điểm cho đầu sân đây 21-18. Làm nếm vui chưa? Điểm cho sân đây 22-18. Mời đây. Bầu cho đầu con lợp 1-22. Phạt bóng ra ngoài, điểm cho sân đây 23-19. Chắn bóng tốt. Đổ ra điểm cho đội Quang Hợp 20-23. Đặt bóng tới đầu cho sân đây 24-20. Đều đấy người à. Nghĩ. Khải thằng gặp bài nếu hiện được nghỉ cũng ngay rồi. Bỏ bóng tới. Đầu cho Quang Hợp 21-21. Và kết thúc hiệp thứ nhất bằng sân bay thắng 25-21. À, tôi đi mát thầy. Bắn cho tao mượn ảo tôi chán không á. Lên một người đẩy chân này người này giật cái ngôi người đây người ta che cho đây giật đây ngồi lên đây không lại như vậy của em được này không được ngồi mấy không được ai này không được ngồi tao ôm cho đi này tao ôm cho ông kia ngủ quá ngồi đây tao ôm cho đây giật đây đi là ốm khoai bố hãy đồ vào sân để đá cho mình thi đấu hiệp thứ hai.